Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Rất đây. Đến với lại video ngày hôm nay của chúng ta thì chúc anh em có một ngày thật là tốt lành nhá. Hôm nay thì tiếp tục là một cái series đi làm video theo yêu cầu của fan đặt ra. Thì đấy, thử thách ngày hôm nay sẽ là sử dụng hai cái súng mà mình nhìn thấy đầu tiên và mình nhặt đầu tiên khi mà vừa mới đáp dù xuống để lấy top 1 đấu danh. Đó, thì như anh em đã thấy thì ban nãy mình vừa mới nhặt được cây MP5 với lại cây VDS. Cũng may là cái cây VDS của mình đang cầm nó còn có cái phụ kiện đặc biệt. Chứ cầm thấy cây VDS mà nó không có phụ kiện thì chán hẳn luôn anh em ạ. Ok, thì hôm nay chúng ta đang chơi ở trên cái map đảo quân sự 2.0. Cái map rất là đẹp và rất là đặc biệt. Nãy giờ không thấy ai ta. Ê, các bạn ơi, các bạn đang ở đâu hết rồi? Còn có 31 người thôi kìa. Ấy, đây rồi, đây rồi. Đây rồi, đôi giày. Đây rồi đôi giày. Đây rồi đôi giày, chết không? Chết. Ờ, thế là không chết à? Tiếc thế nhờ. Ấy ạ. Lúc không thì không sao, tới lúc gặp thì gặp 3-4 người liền, 2-3 người liền. Bạn bên kia thì bị ai đó bắn rồi. Mình bây giờ tìm cách tiêu diệt anh chàng bên dưới này thôi. À, đây rồi. Bạn chạy đi đâu? Mày không hớt được đâu con trai. Ê, bạn ơi! Từ từ bạn ơi! Vội vàng làm gì? Vội vàng làm gì? Đấy, đi đi, mình xin nhẹ cái đầu thôi. Cuối cùng thì cũng được một kill rồi. May quá. Đồ quá trời đồ. Mà hai cái súng của mình thì lại không cần gắn phụ kiện gì. Nhỏ thế. Bo 1 bây giờ vẫn chưa thu. Từ từ nha em. Có tiếng bước chân trong nhà. Bạn ấy vừa chạy qua cái cửa xong. Đâu rồi? À, đi đâu đấy bạn ơi? Một anh chàng không biết là có phải mặc áo huyền thoại hay không. Trời ơi, vô tầm ghê quá. Nhưng mà hên là mình ăn mặn ý rồi. May thật. Không biết là còn ai ở đây không. À, toàn xác thôi. Mình tưởng là có người nấp sau gốc cây. Nhưng mà không phải anh em ơi. Chỉ là xác thôi anh em ạ. Còn tận 22 người cơ à. Ý, anh em thấy gì chưa? Trên nhà L. 3, 2. Liệu này bạn ơi. Đó. What the hell. Hôm nay thì không trượt hôm qua nữa rồi. Hôm qua rõ ràng là mình căn chuẩn như thế, mà cái bạn trên nhà L lại không sao. Kỳ lạ. Mấy anh chàng mà bị ném liệu mà chết tức tưởi này là cú lắm đấy. Tại vì là còn chưa nhìn thấy địch đâu thì đã xong rồi. Đồ thì lại nhiều. Anh chàng đằng sau mình. Rõ ràng là có cái chấm đỏ mà ta. Đừng nói là trên mái này nhá. Leo danh mà núp ở trên đấy à bạn ơi. Đó, lại xong nữa rồi. Easy. Gì chứ, dăm ba cái trò ném liệu thì mình làm được. Ngày xưa thì còn hay bắn phóng lựu cơ. Nhưng mà giờ kiếm phóng lựu nó khó. Đâm ra là chơi trò ném lựu vậy. Đó, lại dính một thanh niên nữa kìa. Đó, dính hai trái rồi kìa. Rồi, bạn ấy chạy xa lắm rồi. Bạn ấy chạy sang bên kia rồi. Nhưng bạn yên tâm. Gì chứ lựu thì mình còn nhiều lắm. Chạy làm sao mà thoát được. Vẫn không trúng. Bây giờ thì chịu rồi. Tại vì mình không biết bạn ấy ở góc nào. Không có một tí thông tin gì. Đành ném hên xui vậy. Dính một trái coi. Tiếc quá nhờ. Chắc là anh chàng đấy đang leo danh rồi. Thôi, đuổi người chạy đi chứ ai đuổi người chạy lại. Nên là chúng ta đành phải chịu vậy. Mình cần phải tiết kiệm lựu đạn để tí nữa chúng ta còn ném ở bao cuối. Chứ mà ném hết bây giờ thì tí nữa bao cuối sẽ thiệt lắm. Đó, phải bò bò. Mình nghe tiếng bạn ấy lết rồi.
Ngay đây thôi nha em ơi, ngay đây thôi. Mình nghe thấy tiếng bạn ấy nằm xuống, bạn ấy bò mà. Thôi xong rồi, không ném vào lên trên. Đúng là con trai của ta. Ngon. Mình đang căn để mình ném lên trên, nhưng mà ai dè đâu nó không đủ khoảng cách. Thế là mình lại phải căn mình ném bừa sang bên kia. Ai dè đâu lại trúng bạn ý. Đúng là cuộc đời mà, đen thôi, đỏ thì quên đi. Đấy, một anh chàng bên ngoài mép đồi, bên kia có gọi tính luôn. Thôi, qua góp vui thôi, ngại ngùng làm gì. Đâu nhở? À đây rồi, đây rồi, đây rồi, đôi giày. Bắn này mà hăng say thì bạn ơi. Có chết không? Không chết kìa. Ây da, vội quá. Sorry anh em nhiều, hơi mù mắt. Nhưng mà như thế là cũng ngon rồi. Giờ hết cả nửa mình. May mà mình còn chạy kịp. Này, ném liệu này, 192 máu. Chẳng qua là giáp bạn này ngon thôi, chứ giáp mà không ngon là bạn ấy đi từ phát ném đầu tiên rồi. Bồng kèo quá trời anh em ạ. Bạn này cũng chơi VDS giống mình này. Ok, vào bo thôi, bo thu rồi. Ấy. Đúng rồi. Bắn nhau mạnh lên. Đừng ngại ngùng làm gì. Co vợ thì cứ để mình. Ok à. Toàn chúng chảo đấy nhở. Rồi, có người lại qua công nữa kìa. Trời ơi. Nghe thấy tiếng bắn nhau một cái là các bạn ấy qua, các bạn ấy lụm gạo liền. Sợ thật đấy. Sợ nhất là khi mà bắn nhau rồi lộ vị trí. Lộ vị trí cái là có người sang hỏi thăm ngay. Ông thần này nữa này, lại tính sang hỏi thăm hai người kia đấy mà. Rồi, ba người bên kia là tốt cho mình lắm rồi. Rồi, yếu rồi. Hay. Bây giờ mới có một người chết bởi cây VDS của mình. Mà nãy toàn không đủ đam thôi. Hai bạn kia đang ở ngoài bo rồi. Mình đang là một cái góc đẹp nhất trong trận đấu ngày hôm nay rồi. Chờ hai bạn ấy giao tranh xong rồi mình sẽ làm nốt việc còn lại thôi. Đấy, mình cover cho rồi đấy. Yếu lắm rồi, công lên đi bạn ơi. Hay, tuyệt vời. Yeah. Lụm gạo liền. Nào, còn anh chàng cuối cùng. Tới đây bạn ơi. Thôi chết rồi. Bật liệu hơi sớm rồi. Không tới không? Không tới. Thôi từ từ đã. Đây rồi, đây 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 đây. Cơ hội đây rồi. Hết liệu rồi. Hết liệu mất rồi. À bật chấu nồi kìa. Bật chấu nồi kìa. Bật chấu nồi. Yeah. Tuyệt vời. Như vậy là thử thách ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc nha anh em. Nếu như mà anh em có bất kỳ thử thách gì muốn đặt ra cho mình thì cứ comment xuống bên dưới nhá. Anh em tưởng là đã hết video rồi đúng không? Vậy thì chào mừng anh em tới với chương trình. Hãy comment đi và bạn sẽ được gió trả lời xuất hiện vào mỗi cuối video. Comment đầu tiên đến từ bạn Bình. Yo, chúc anh gió buổi tối vui vẻ. Anh làm thử thách không dùng súng tầm xa lấy top 1 đi ạ. Ok, 39 like. Nhớ đón xem video ngày mai để biết kết quả nhá. Comment thứ hai đến từ bạn Huỳnh Tân Tiến. Câu hỏi: một ngày anh chơi Free Fire bao nhiêu phút? Chúc anh gió buổi tối vui vẻ, mong lên top. 32 like. Thì mình cũng không tính chính xác được là một ngày mình chơi bao nhiêu phút đâu, nhưng mà khoảng tầm 3 tiếng đồng hồ. Đấy, đấy là khoảng trung bình nha. Comment tiếp theo đến từ bạn Minh Long Nguyễn. Cây cộng Maxim cộng For cộng Capera và Pet Otero là combo tanh bo cực hiệu quả. Thì nói chung là mỗi người có một phong cách tăng bo riêng. Còn với cá nhân mình thì mình tăng bo bằng cái combo đấy và mình cảm thấy hiệu quả thì mình share cho anh em thôi. Comment tiếp theo đến từ bạn Tâm Nguyễn. Anh làm thử thách không dùng túi cứu thương và được sử dụng hống hít và nấm lấy top 1 y anh. Chúc anh buổi tối vui vẻ. Cảm ơn bạn Tâm Nguyễn. Thực ra là em đang comment đúng cái video mà anh vừa làm xong đấy. Vừa làm về không dùng túi cứu thương xong đấy. Comment cuối cùng trong buổi ngày hôm nay đó chính là bạn Nguyễn Hưng. Yo, chào anh Gió, chúc anh Gió buổi tối vui vẻ. Một lời góp ý là từ lúc anh Gió làm question tới giờ anh làm thử thách hơi nhiều. Mai anh đổi chủ đề được không ạ? Thực ra là mình làm theo yêu cầu của fan. Nên là nếu như mà anh em muốn mình làm chủ đề gì thì anh em cứ yêu cầu thôi. Và nếu như nó là tốt thì mình sẽ làm nó vào video ngày hôm sau. Chứ không nhất là phải thử thách đâu nhá. Cảm ơn bạn Nguyễn Hưng rất là nhiều. Và chúc Nguyễn Hưng có buổi tối vui vẻ nha. Ta-da!
Như vậy là video ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Anh em cảm thấy video ngày hôm nay như thế nào? Hãy để lại ý kiến của anh em ở bên dưới nha. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Đây là một số video mình nghĩ là nó có lợi cho anh em. Cuối cùng là cảm ơn anh em đã xem video và chúc anh em có một ngày thật tốt lành. Tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye!